rưỡi nó dài là nó mạnh này, nó khỏe này. Đấy, rưỡi như này là sống này. Rất khỏe này, không phải là rất yếu này. Để nhìn sao nó yếu này, nó đen đen này. À, nó đen mà nó không có rỡ con ra, nó có một cái cọng không là rỡ yếu. Mới có đây hai trâu rồi gì nữa này. Nhỏ quá. Hello anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube La Cà Vlog. Mình là Tùng đây. Thì hôm nay mình tiếp tục theo anh mình đi núi kiếm coi anh em. Hiện tại đang ở trong chỗ rừng rậm này. Anh em thấy cây phủ đầu khồm ở chung ra, vừa cắt vừa dọn đường chung ra anh em. Hãy theo chân anh em mình xem hôm nay kiếm có hay coi gì không nha anh em. Nó đang dọn đường mịt mù gốm vậy nè, chung bên bậc dốc luôn đó, đang ở trên cái triền dốc luôn nè, đang chung vô, tiếp tục chung vô rừng sâu này nè. Này nhìn mấy cây đuốc này, cây bên cây cỏ này mọc trong rừng sâu cao rồi, cao hơn 2 mét anh em, cao rồi, đang chung lên cái vô rừng này, cây tùm lum này. Không biết có coi gì lấy được không, mà coi phải gặp coi nhỏ, coi to quá dắt nổi đi, gặp như gặp hải châu mà gốc to ráng đào này chung đó, bò sát chung mà giờ mấy cái nhánh nó xà xuống quá này, mà hành trình đi rừng kiếm coi đây anh em, cho anh em xem gốc thì này, thì nhỏ nồi này, lá đó, đó anh em, nhìn cái gốc nó dữ đó, đồ khủng quá anh em, nhiều nè, nhìn cái bộ thân này, gốc này gốm nhau, cái gốc nó còn ở dưới nữa này đó anh em, này lấy giác không nổi đâu nè, to quá, cơ bên cũng có con coi này thì nè anh em, còn cái bạc ô biếu luôn anh em, nhìn cái gốc thì này gốm nhau quý dài to. Mấy này nhìn lấy giác nổi này, không nổi đâu, to quá rồi. Đó này, thị này, lá đây ra nè, cao vô nằm trong rừng rậm này. Ồ, mấy góc khủng bố không anh em, này giác xuống le lửa giờ bỏ côn luôn á. Đó anh em thấy không, đó coi đây một coi này, coi bên cạnh coi này, coi bên cạnh anh em quay xa xa anh em thấy này, khủng bố chưa, vàng tàn của nó thấy chưa? Anh em thấy vàng tàn nó chưa? Ồ. Mà trái nó ra mùa nào đó, mùa này không có trái. Mấy cái đây trái cỡ gì? Mùa này không có trái, nhìn vàng tàn nó gốm như anh em. Dắt cái này xuống mấy người dắt là 5 người dắt anh em. Đây nữa. Đó. Cho anh em thấy vàng tàn nữa, cho nó lách gốm như vàng tàn nó cao, nhưng mà được cái góc này. Cũng uống gốm. Rậm quá rậm mát, đá không đá lớn chỗ mình chung đây vậy, chó mày nó ở dưới kia chứ ở trên đây khỏi bắt nó luôn, mướn bắt được nó cũng xuống biển được chưa, đây sắc biểu đá gừng. Mày ở bị bực dốc
nó khôn vậy, đĩa chiều nó dẫn ra, nó cố tình dẫn ra để cho mình bắt, giờ nuôi giờ con nó lớn đi. Ở đây còn chết nữa. Lục hết trên đó luôn. Thì cứ anh đi thẳng ra, đi bạc bạc ra phía bắc mình đó, giờ hướng mình đó, gặp nhau rồi. Ở mấy đây cũng có coi và hai châu đồ nhiều mà tìm đến nha. Đây, nãy giờ lên gặp coi hải châu này, cho anh em xem cái coi này, trực thẳng luôn, được góc này, góc nó chôn trong bên vách đất luôn, bành thử cái góc nó to mà, rồi cái nhánh này cũng coi của nó luôn mà, to mà, lấy cái đớ thôi, đó em phải coi, thẳng luôn mà góc to này, nằm hết luôn vách đất, cưa. Cái cầu cửa à, đại biết cái nào đâu, lục mà leo dốc thẳng luôn á đó. Đó anh lên rồi, thẳng luôn á, có ủi sam đó. Coi coi bên cạnh coi gì vậy này, thị đó, coi góc nó coi vậy đó, hai thân đó, đợi là thị đèn cũng đó, thị anh em nhìn một góc hai thân này, cái đớ dài dưới đây cũng to, dưới này thị này. Đây đang tiến hành cắt dọn này, nhìn cái đớ nó được, cái đớ to bên nhánh này chết cắt luôn. Dích đá nữa em, cho anh em xem đớ nữa. Sánh cây rổ bự nó, có được cây rổ bự đó là ra chỗ mấy. Chắc rồi. Còn mấy cái rổ con nữa. Thấy rồi đó không? Chưa động mà. Thấy rồi không? Bằng. Bằng đó, cái đó đó. Đúng rồi, đúng rồi. Có đằng sau là suối này nè. Suối nước chảy xuống dốc luôn, bụi ra hải châu cũng nhiều mà thẳng không, xuồng quá nè, hải châu luôn mà. Đó nhánh này. Lên rồi, đào lên rồi. Phân nó đỏ này, chắc là nhỏ. Vì nhánh này già quá. Bởi nó như cái nhánh nó lúa mà. Cái này lúa lúa. Cách bỏ nó đó. Không, cách tao nó chờ. Không bỏ. Đấy, thấy góc rồi, lên rồi. Rửa quá nhiều. Tiến hành dọn rửa sơ sơ lại anh em ạ. Cách luôn. Rồi xong. Rồi giờ trọng hướng nào rồi. Trái. Trồng dễ luôn rồi. Chơi hai tàng luôn, tàng rơi đó. Còn cái kia này cho nước không? Không. Giờ cạp này bỏ, thay theo.
Rồi, nhánh này chắc lên được vậy? Không sao, cái này lúa nha, lúa. Cái này lúa thân, không sao. Đó anh em, lên rồi đó anh. Cho anh em xem. Rửa nó dài là nó mạnh này, nó khỏe này. Đấy, rửa như này là sống này. Đó, rửa khỏe này, không phải là rửa yếu này. Nhìn sao nó yếu này, nó đen đen này. À, nó đen mà nó không có rửa con ra, nó có một cái cọng không là rửa yếu. Rửa khỏe của nó này đó, rửa trong cái bộ rửa nó ra đó. Đó anh em, rửa phía rồi mới có. Rửa khỏe là như thế này, những cây này là sống rất là cao, tỷ lệ cao lắm. Đây là những rỡ của nó này. Đó, đây là một cái rỡ cái của nó, như cách làm rồi anh em coi này. Nó không có cái rỡ con nào hết. Nó ra xuồng qua nó ra mấy rỡ nhỏ nhỏ như đây nè anh em. Đó, như cây mấy rỡ mạnh nó ra. Đó, anh em lưu ý khi lấy cây coi, đó, đây là cái rỡ khỏe của nó này. Đó, mấy rỡ khỏe nó ra là có nhiều một chùm rỡ con theo luôn này nha anh em. Giờ trồng vỡ sao? Quá là rỡ khỏe này. Anh đây là chỉ ở trên xuống thôi. Còn ở dưới này là rỡ yếu hết. Yếu. Đây nó xuông xuông vậy, không có cái gì hết nè, giờ rỡ yếu này. Rồi, nhưng mà có nó không nổi là cũng xong được. Rồi cũng đào vậy thôi anh em, hy vọng nó sẽ sống. Hy vọng nó sẽ sống. Đó, trồng theo cái hướng thớ này luôn anh em. Thớ này thớ gì này? Này là cho mẫu tử. Mẫu tử đi, cao thấp đi. Được cái đớ to. Lùng két lùng lực luôn anh em. Rồi, ok, được một em hải châu rồi anh em.